ghê chưa, nhìn thấy ghê quá. Chỗ này là sạt lở nè. Thì cái chỗ này nhà mình rất hay ghé là bởi vì thứ nhất là nhà vệ sinh sạch sẽ, mình có thể được uống trà miễn phí và ăn mứt nữa mọi người. Đây là sở lại nhà mình tắm. Dạ. Anh dạ ưa nha. Ủa ăn được không mẹ? Được chứ sao không được. Đây là ly cà phê, cà phê sữa. Đó, năng lượng của mình đi Đà Lạt đây. Quán này là một trong những quán mà rất nổi tiếng với người dân Đà Lạt. Cái phong cách của họ là những cái bàn như vậy nè, rồi cũng nhỏ nhỏ, không có làm quy mô lớn và cũng không có cần phải trang trí hiện đại gì hết. Riêng cá nhân mình, hai vợ chồng mình là thích đi tìm những cái hồi xưa, đó là mắc bệnh già rồi đó, cho nên là rất là thích ăn quán này. Tụi mình đang muốn kêu một cái hấp. Mình bỏ ốc vô đây nha. Đây là mắm tôm để ăn với lại thịt dê. Ăn rất là đậm vị mà thì nó không bị hôi nha. Da của nó rất là mỏng, mỡ rất là ít, nhưng mà ăn nó vẫn rất là đậm mùi dê. Một cái sườn nướng, mà sườn nướng thì phải mất 30 phút nha mọi người, cho nên mình phải đợi á. Đây là sườn non mọi người. Sườn non, không có da. Cái sườn dê này á là mình sẽ chấm với muối ớt nha, muối ớt chanh. Sườn ngon quá, ăn không đủ, muốn ăn thêm á. Chờ 30 phút ăn món này xứng đáng nha, rất là ngon. Cái lẩu ở đây nó nấu nước rất là ngọt, ngọt lắm, mà nó đậm. Một cái lẩu như vậy thì có hai quả trứng gà ta với lại một quả trứng hột lộn. Bóc nó ra nó sẽ là màu đỏ và bỏ nó vô là nhìn nguyên cái con của nó chạy ra luôn á. Rất là ghê cho nên mình sẽ không ăn được cái này. Đây là một cái loại cải đặc biệt mà mình rất thích ăn với lẩu dê nha. Như lẩu bò hay lẩu dê mình ăn đều thấy hợp với nó có cái vị hăng hăng, nhẫn nhẫn. Có một cái loại mì á, hồi nãy mình ăn á, nó không phải là mì gói mà nó là mì bình thường thôi mà rất là ngon. Đây, sư quậy. Sư quậy đang ăn rau. Giống dê quá vậy. Như mọi người đã thấy thì phòng ở đây mình rất là hài lòng luôn, tại vì không gian và mọi thứ đều rất là đẹp, xinh xắn, dễ thương và mới xây nữa. Thứ nhất là nó có một cái khu viên vườn như vậy. Đằng trước mặt là một cái view đồi nữa mọi người. Và dĩ nhiên ở đây là không có thang máy mọi người, cho nên là đối với ba mẹ mình hoặc là người lớn tuổi phải đi leo cầu thang cũng hơi bất tiện một chút thôi. Nhưng mà thật sự khách sạn này nó cũng dành cho giới trẻ là chủ yếu, cho nên là việc leo lên luồn lách trên mấy cái cầu thang và chia cái thông tầng rất là thông minh, thì mình thấy cái bố cục và kiến trúc khách sạn ở đây rất là đẹp luôn mọi người. Nó mang hơi hướng của phong cách Địa Trung Hải, nhưng mà màu nó lại là màu trắng và nó phối với những cái cây, loại cây xanh rất là đẹp, cho nên là nó hài hòa với lại thiên nhiên và sắc trời Đà Lạt.
sạc đó, bây giờ là nhìn xuống một cái khu lửa trại, mình có thể barbecue ở dưới. Và kế bên mình có một cái vườn dâu rất là ưng ý. So với những cái vườn dâu mà mình đã từng hái ở đây thì mình thấy cái vườn dâu kiểu mà cây nhà lá vườn này á, là cái tầng của nó xếp cũng rất là thông minh và chụp hình từ trên này cũng rất là đẹp nữa. Chỉ có điều đáng tiếc là người ta đã hái dâu và thu hoạch hết rồi, cho nên bây giờ mình không có đi qua hái dâu được, nhưng mà các bạn đi thì các bạn sẽ thêm trải nghiệm này nữa nha. Cho nên là đối với một cái giá như vậy, kiểu như là ba phòng của mình là tính ra chỉ có 1 triệu một đêm mà đến ba phòng đó mọi người, mình thấy rất là lợi luôn. Đây là phải một trong ba phòng của nhà mình. Thì cái phòng này là mình thấy là có diện tích là lớn nhất đó mọi người. Thì giống như mọi người thấy bé Bin là đang ngồi trên một cái ghế sofa. Là tất cả các phòng ở đây đều được trang bị giường king size. Và ở đây có được trang bị một cái mà bé Bin rất là thích, đó là cái quạt. Đây là cái kệ để đồ đun nước sôi. Thì cái bộ này mình cũng thấy là khá là trang nhã. Ở trong đây thì có một tấm gương, mà mình nghĩ thì các bạn trẻ sẽ thích tấm gương này, là gương lớn để mình soi được từ đầu đến chân. Vật dụng sử dụng trên giường, ví dụ như chăn gối mền, đều là loại vật dụng thuộc loại cao cấp và nhà mình cảm thấy là rất là ưng và ngủ rất là ngon. Này của mình đây hả? Bên trong này luôn. À, bên trong này hả? Nhìn nước rất là hấp dẫn. Em vừa mình lần đầu tiên đi quán cà phê Bình Minh ơi mọi người, thì mình thấy là có rất là nhiều chỗ để chụp hình đẹp, nhưng mà thật sự ra là rất là đông. Thì có một cái góc mình có thể đứng ở đó để nhìn qua bên kia thấy cái triền đồi, thì nó có rất là nhiều bông hoa nhã quỳ. Ở trong đây tất cả mọi nước đều đồng giá là 70.000 một phần, người ta không tính đầu người nhưng mà người ta tính ly nước. Thì nhà mình là kêu 4 phần là 280.000. Vườn hồng chân đèo Mimosa. Tên thì mình không có thấy cái bảng ở ngoài. Vườn hồng này tên gì hả bác ha? Thành thân nhưng mà coi như má cháu nó thì chụp hình á. Dạ. Không biết học viên nó không để ý cái bảng mình. Dạ, vườn hồng Thành Hưng. Vườn hồng Thành Hưng rất là đẹp, tại vì vườn này là người ta còn trồng cây ăn quả thu hoạch, chứ không phải là chỉ là để tham quan chụp hình không, mà là mình thu hoạch trái luôn, cho nên sẽ còn rất là đẹp. Ở vườn bác thì coi như là không có lấy phí chứ. Dạ. Nhưng mà còn hồng thì coi như ai mà coi như anh cảm thấy nó hợp khẩu vị thì mua, không ngon thì thôi mua phí tiền. Bác đó là 75 tuổi rồi đó, mà mình còn thấy bác xách một cái bác đi hái và bác đẩy một cái xe rất là nặng, bác rất là khỏe. Con bỏ vô đây cho bác đi. À, lấy mấy cái trái đã đỏ hả bác? Đỏ cái này hái cái gì hồng phải dẻo chứ. Dạ. Tức là cái hồng mà có cái nào. Mình mui một chùm nặng nhưng mà mình bứt một trái nó không rớt hả bác? Không, tại vì mình có cái lòng này mình hái coi như là mình luồn của mình hái. Dạ. Nếu không biết hái mình có làm tre thì coi dạ, như nó rớt cái cây á. Nó rớt hết. Vui quá vui luôn. Đây là bạn của Bin nha. Rồi rồi Hồng đi, bạn Bin mới quen. Hello mọi người. Đây là ai đây? Hello mọi người. Bạn gì đây? Anh Hào. À anh Hào hả, còn đây? Bạn Trung hát hả bạn? Rồi mấy bạn đi hái Hồng đi nha. Cứ ngắt là chưa được rồi. Không, chùm nó được đó. Chùm này chú thấy được nè. Không, mà nó cứ ngắt rồi. À. Tao. Đã bờ hái thôi. Ơ, cái này mềm nè. Cái nậu anh nè.
Mẹ mà mới hái được trái nữa bạn. Trái này rất bự luôn anh em ơi. Sao ngoại thích đi vườn hồng không? Bên đây vui thiệt. Đứng dưới với cây hồng này mình gặp mấy trái hồng lồng thồng về thấy mát con mắt. Đó. Đưa gần gần mẹ lại xem. Đại pháp sư ghê không? Đúng rồi, vậy mới đẹp chứ. Đúng là cái bác này dễ thương quá mọi người ơi. Nếu mà mọi người đi ngang vào cái mùa này, mọi người nhớ ghé cái vườn hồng Thành Hưng nhé, ở ngay dưới chân đèo Mimosa trước khi lên Đà Lạt. Đây là hồng chín. Hồng chín cây á mọi người, thì nó sẽ là cái vị nó sẽ mềm và nó ngọt và nó nhũn ra trong miệng. Còn đây là hồng sấy. Hàng bạn ngon ha. Đi mua ha. Đó, trời ơi, đang ăn nè, đang ăn nha. Ngon không? Ngon luôn hả? Mẹ mua ba cái hồng sấy dẻo. Hồng sấy dẻo là loại nào? Là loại màu này. Và giòn giòn hơn. Thứ hồng trao gió là 250. Hồng chín thì coi như không cái trái nào lên chị? Không có lên. À, tức là coi như hơn. Cái ngại như núi này thì chưa ăn được rồi. À, ngon quá ha. Này cũng đã mềm tay con mà. Chị, coi như chưa, chùm nào mà nó bán kìa. Mà chưa ăn được, nên chú để làm cho sấy dẻo thôi. Chẳng hạn như trái này thì coi như là ăn có sở nó phụ chát chứ không? Anh chị thấy trái này là nó chín bớt rồi nhưng mà nó vẫn chưa, rất là người ta gọi là nó chưa mặn. À, chị thấy cái đó ăn thì được. Đó, hồng này là hồng chín, là ăn có thể liền mà chú còn nói là nó còn hơi chát. Hồng là phải có tay nghề cao, chứ gặp như mình là không biết rồi đó. Mẹ tính lên là trồng hồng hay gì? Nhà mình đến đây ăn thì giống như là ôn lại kỷ niệm xưa vậy mọi người. Nhà mình hồi xưa ở đây chụp hình kỷ niệm ngày cưới đó mọi người. Thì quay trở lại đây ăn thì lúc đó thì chưa có trở thành một cái hàng quán nhà hàng như vậy đâu. Có thể vừa ngắm hồ Tuyền Lâm mình vừa có thể ăn uống luôn. Tiệc nướng đây là tuyệt vời. Ở ngoài thì ngồi khá thú vị nhưng mà mình nghĩ là nếu mà có con nhỏ thì mọi người nên lựa chọn ngồi trong cái nhà trong này thì nó sẽ mát hơn. Cá tầm cứ 3 lạng rưỡi là 400 ngàn. 3 lạng rưỡi làm được một món nha chị. 3 lạng rưỡi chỉ làm nguyên con đi. Nguyên con thì nhiêu chị? 700 nghìn một ký. Một con khoảng hơn 2 ký. Vậy không ăn hết. Dữ quá, nhiều quá. Vậy lấy 2 phần thôi. Dạ cá, một cái là nướng đi. Với một cái măng chua vậy. Quên coi có gà nướng đó ha. Khoan từ từ. Gà nướng ở ngoài em thấy hấp dẫn rồi. Cũng hấp dẫn. Chứ bây giờ không có hả? Nếu như mà muốn ăn thì đợi bọn em nướng 40 phút. 300 một con. Một phần đấy chị. À, một phần hả? Một con ăn trong người. Mà mình nghĩ là đến đây thì nên ăn cá. Có điều mình thấy giá cá ở đây hơi cao á. Tàu Đà Lạt là sao anh? Trồng ở đất Đà Lạt. Tàu đất Lâm Đồng. Ngon hơn em. Giá bùi đó. Trời ơi, đậu ngon rụng rời luôn nha. Mọi người nhìn nha. Nó non mà nó ngọt, thiệt là ngọt luôn. Cá là món khoái khẩu của nhà mình sẽ nướng cá nha. Đây, nhìn cái xương đó nè, nó trong á mọi người. Xương của nó là sụn á. Đó là lý do tại sao con cá này nó rất là đắt tiền là vậy á. Tại vì xương nó là xương sụn. Nó cong lên này nè. Đó, nó tươi lắm. Người ta ở đây là người ta ngay đối diện là một cái trại nuôi cá tầm luôn mà. Cho nên cá ở đây là tươi nhất rồi. Cá tầm là một loại cá ngon. Nhất là trên khu Đà Lạt này nước lạnh thành ra tươi. Lên vừa nướng ăn xong rất là ngọt. Người ta ướp mùi xả ớt rất là thơm. Nó không có thấm cho con cá tại vì con cá tươi mà. Cho nên là người ta vừa cắt ra là người ta ướp con cá ra là người ta mang ra cho mình á. Nhưng mà mình nướng lên rất là thơm. Cái vị mà khói và nướng. Con cá này đúng là khi mà nướng là nó là thượng phẩm luôn á. Tại vì nó vừa có mỡ. Thịt của nó thì dai dai, trong trong, sập sập. Nó có cái phần sụn nữa. Cực kỳ ngon luôn. Thịt cá rất là mềm. Nhà mình mới ăn nướng quá cho nên đã chọn những cái phần thịt để mà nướng thêm. Chứ thật ra khi mà người ta làm cho mình cái lẩu này, người ta cắt cái phần đuôi hơi nhiều á mọi người. Cho nên nó là cái phần nhỏ nhỏ, sụn sụn. Cho nên nó không có nhiều thịt như là cái phần phi lê để nướng. Mặc dù là giá cả như nhau nha. Cho nên là mình
mình cảm thấy là nếu mà các bạn mà đi mà chỉ nên ăn nướng thôi, tại vì ăn cái đuôi mình cảm thấy không có lợi á. Vì lẩu chua ở đây nấu cũng bình thường thôi mọi người, nhưng mà có vẻ như cái măng và cái cá quá ngon cho nên cái nước dùng của nó ra rất là ngọt và đậm đà, rất là ngon. Đúng là khi mà mình ăn ở đây, mặc dù là cái cá giá nó có vẻ cao hơn những cái khu khác, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là tươi và nó rất cực kỳ ngọt luôn. Cho nên là khi mà ăn lẩu hay ăn nướng đều cảm thấy rất ngon. Nhà mình ăn tổng cộng là 860.000, cá tầm nướng và lẩu là 800, một phần 400 đó mọi người. Thật sự ra thì mọi người nên ăn thử quán này bởi vì cá tầm rất tươi và rất ngon. Ở đây không gian rất là rộng, với lại người ta làm theo cái bậc thang á mọi người, cho nên nó cũng có rất là nhiều không gian để chụp hình mà đỡ phải dính người, chứ thật sự cái quán này cũng rất là đông luôn. Và người ta tính vé đầu người, một người là 80.000, và phần nước trong cái bao gồm cái vé đó để mà mình tự chọn á. Đây là trà sữa kem cheese, đây là sô-cô-la kem cheese. Không có trân châu mọi người, dạ. Mình đang hy vọng nó có trân châu, nhưng mà nó không có trân châu. Nước uống cũng được, ngon. Tôi biết xuống thử sô-cô-la kem cheese. Rất là ngon. Còn kem cheese thì chưa biết. Thơm vị cheese. Dạo này thì thay vì mình đi vô những cái khu này kia mình cũng phải mất phí, thì những quán cà phê bây giờ nó sẽ làm theo mô hình này. Tại vì nó muốn là đầu người, mỗi người vô là phải trả tiền hết. Tại vì người ta đi vô, người ta tham quan, người ta chụp hình giống như một cái kiểu như vậy đó. Cây cầu nhiều người thích lắm nè, ở bên đây đẹp quá ha. Ở đây đường đi toilet cũng có viên hình. Ở đây cũng đông quá, không có không gian để mình chụp luôn, mặc dù là nó rất là đẹp và nó cũng có nhiều góc để chụp hình là lên là cực kỳ đẹp luôn á, nhưng mà vấn đề là vẫn rất là đông người. Chỗ này là ít người nhất, còn quay vô trong cái nhà gỗ đẹp thì đầy người luôn. Một trong những cái điểm thú vị của cái quán này là mọi người nên đi buổi chiều, bởi vì mình sẽ săn hoàng hôn được ở đây. Ở đây là Xóm Lèo á mọi người, đó là nơi mà săn hoàng hôn đẹp nhất Đà Lạt á, tại vì nhìn xuống những cái nhà đèn và nhà lồng nữa. Hướng bên này là mọi người đang dành chỗ, gọi là xí chỗ để ngắm đèn. Chắc là mọi người phải đi thật là sớm hoặc như thế nào đó thì mới có không gian để chụp hết cái cảnh đẹp ở một cái quán như vậy. Còn không thì mình vô cái vé mà giá vé vậy thì mình thấy hơi uổng á, tại vì nó không có xứng đáng đến cái như vậy. Mình vẫn thích cảnh thiên nhiên hơn nha. Mình đang ở quán cơm ngày ba bữa à, bây giờ thì mình sẽ ăn tối. Quán này thì mình khuyến cáo là mọi người nên ăn buổi trưa, bởi vì buổi trưa nó sẽ có những cái góc hình rất là đẹp ở từ phía bên ngoài đó. Ở đây nó có một cái dãy cà phê mà người ta tự decor những cái tấm cửa gỗ, thì ban ngày chụp lên nó sẽ ánh sáng rồi này kia, nó sẽ đẹp hơn là buổi tối. Mình có kêu một số cái món khá là dân dã như cà tím, đậu hũ, rồi thịt tàu, trứng, có gà, gà kho nữa. Mình ăn thử hạt cơm nha. Hạt cơm nở, dẻo và còn rất thơm. Nó có cái vị hồi xưa. Gạo hồi xưa ăn cơm không là đã thấy ngon, ăn cơm với nước mắm hoặc là nước tương. Một miếng đậu hũ, nước mắm. Làm ăn vừa miệng lắm. Nên em theo có lối miền Nam ăn vừa, rất là vừa miệng. Mình thích nhất cái này đó là thịt bò xào.
nó không phải là quá mềm mà nó dai dai, có cái mùi vị hồi xưa, ngon. Món ăn ở đây là lúc mà mình gọi người ta mới làm từ trong bếp ra, cho nên là nóng hổi chứ không phải là làm sẵn một số lượng lớn rồi mới đưa ra, không có. Ở đây là mình kêu rồi người ta mới bắt đầu làm, cho nên cái vị của nó rất là ngon, tươi mới và hợp khẩu vị với gia đình của mình. Bây giờ là món khoái khẩu của mình đó là gà, đặc biệt là gà ở vùng cao, cái vị nó cũng ngon lắm đó mọi người, ngọt lắm. Thịt gà rất là đậm đà và thấm, để xào được cái này là chắc là cũng phải xào lâu quá, ngon. Rất là ngon, ăn với cơm không còn gì bằng hết mọi người. Cái trứng nó rất là ngon, nó có thêm một chút tiêu hay gì đó, cho nên là mặn, hơi mặn thôi, nó vừa. Tổng thiệt hại bữa ăn tối rất ngon của gia đình mình là 490.000. À, xưa giờ ở Sài Gòn mình cũng có một quán ủ ốc nhồi mọi người, nhưng mà sau này cái giá ốc nhồi nó khá mắc đó, cho nên mình không có ăn nữa. Tại vì một con á là bây giờ hình như lên đến, có đợt lên 5.000, lên 7.000, hình như bây giờ lên tới 10.000 một con rồi. Mà mọi người có thể hình dung được cái phần này là 160.000 nha. Mới đầu mình cũng hình dung là nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà hai đứa mình ăn cái này chắc là no luôn, nguyên một bữa luôn á. Tại vì nó quá quá khổng lồ á. Bởi vì người ta để cái lửa than như vậy này cho nên là nó còn rất là nóng á. Ăn nó không có bị lạnh đó mọi người. Mình đúng là trên Đà Lạt này bởi vì không khí lạnh mà nếu mà mình bưng ra một cái phần mà nó không còn nóng nữa thì nó dễ bị tanh á. Ồ, nó còn đang bốc khói này. Đó, một cái phần còn ốc ở phía ngoài nha, sau ở trong nó sẽ có thịt, sẽ ăn với gừng để cho nó ấm bụng và nó thơm được, tại vì ốc thì nó rất là hợp với gừng. Thịt họ quết cũng ít giò lắm mọi người, cho nên là nó không có được dính lắm, nhưng mà cái thịt nó vẫn rất là ngon, tại vì thịt heo nó rất là ngọt và con ốc rất ngon. Con ốc nó chỉ vừa tính chín tới thôi, cho nên nó vừa còn cái độ mà thịt nó dày, ngọt của cái ốc và độ đàn hồi của con ốc nó được làm rất là sạch. Là khi mình ăn rồi mình sẽ cảm nhận là nó chỉ lấy cái phần ngon của con ốc thôi, còn cái phần bụng và đuôi là người ta đã bỏ rồi, người ta không có lấy cái đó. Và rất là thơm mùi xả, đậm vị, nước mắm cũng ngon. Chỉ có điều mình thấy làm lạ là bởi vì thường ăn ốc là người ta sẽ ăn với lại rau tiết tô. Ăn ốc rồi là mình thấy ăn rau tiết tô, nhưng mà ở đây người ta lại dùng rau húng cây và thế. Cái này ở những con nhỏ mọi người thì nó sẽ là một con ốc bu nha. Những con mà cái vỏ to người ta sẽ cho mình cả hai con ốc bu to luôn á, cho nên là mình ăn ốc nó rất là đã, nó có cái vị ốc ở trong đó rất là nhiều. Mình cảm thấy là một phần mà 160.000 là nó quá xứng đáng luôn á mọi người. Đi Đà Lạt nhớ ăn món này nha. Nhà mình đang ở Camper Thanh Thảo mọi người. Thì những cái người mà dân mà sành Đà Lạt á, thì không thể quên được cái mùi vị của Camper ở đây được. Đây, đây là một cái ly Camper rất là chất lượng. Nó có một phần kem mà Camper ở đây. Đó, rất là ngon luôn. À, mọi người có thể thử đi ăn nhiều chỗ và sẽ nhận ra là Camper Thanh Thảo có một cái mùi vị rất là khác. Cái bơ này, bơ đánh ở đây là rất ngon luôn. Bơ Thanh Thảo này nó rất đồng đều, mỗi lần mình ăn nó khá giống nhau. Rất là ngon. Cà phê Steel, đây là một khu phức hợp bao gồm nhiều những cái gian hàng nhỏ, có bán bánh kẹo, có những gian hàng cho thú cưng nữa, cho nên ở đây rất là vui nha mọi người. Lúc nào mình vô đây thì cũng có một cái chỗ ngồi khá là thoải mái, nó cũng đông nhưng không đông như những cái nơi khác. Sao kem ăn được không? Rất là ngon. Happy birthday to you.
chúc mừng sinh nhật nè. Vừa đi Đà Lạt mà nhằm dịp mà sinh nhật của mọi người hãy ghé thử ăn bánh ở đây một lần đi, mọi người sẽ nhớ hoài luôn, bởi vì bánh rất là dễ thương, giá thành rất là phải chăng. Mình mua cái loại này là loại mini cake nha mọi người, không phải ở chỗ nào tiệm bánh nào cũng có cái size này, và size mini cake này chỉ có 200.000 thôi, mà bánh rất ngon luôn, bánh của Little Kitchen nha, trên Đà Lạt là duy nhất luôn, không có chỗ nào mà ngon bằng đâu. Quán này tên là Lẩu Thông Rong, có nghĩa là ăn lẩu xong rừng thông, cho đời vớt bão rong. Đây, mọi người thắc mắc mà đi vô như thế nào thì mọi người cứ đi thẳng lên đường lên cáp treo nha. Đường chỉ dẫn lên cáp treo rất là đơn giản, có bãi xe kế bên đối diện cái cổng vào luôn. Nếu mà mọi người đi Đà Lạt, mọi người mình khuyến cáo luôn mọi người ráng chịu khó lội bộ vô, tại vì ở phía trước nó có những cái không gian chia sẻ khác, là ví dụ như cà phê và những cái chỗ để chụp hình đó, thì nó mất phí mọi người, cho nên là mình phải biết đường đi vô, thẳng đi vô trong luôn, không gọi là vượt qua mọi cái quán khác, thì mình sẽ tìm được cái quán Lẩu Thông Dông này. Giá cả thật sự là so với lại mặt bằng chung của Đà Lạt hiện giờ, mình rất thích quán này bởi vì giá rất là tốt, giá khá rẻ hơn so với những quán khác, ít nhất là 10.000 đến 15.000. Với lại lên Đà Lạt mà mình ăn cái gì nóng nóng như lẩu là rất là hợp lý, và không gian ở đây thì thật sự là đúng là mình xung quanh mình là chỉ có rừng thông thôi, thì rất là chill, ăn lẩu mà chill nữa. Tụi con mà tìm được cái chỗ này hay thiệt, không có biết đường vô, cảnh đẹp, gió mát, đúng là thông dong đúng đấy. Đây là quầy sốt gia vị, mình sẽ tự làm nước chấm. Ở đây thì mình thấy có ớt xay nè, có một cái loại ớt sa tế nhưng mà ngào, với lại vị cũng đậm đà có sẵn, gọi là nước sốt keo và nước sốt me. Mình sẽ ăn vị này là vị me nha mọi người. Mình sẽ bỏ gà vô cho nó ngọt nước nha. Một viên ở đây rất là to, mình nghĩ là mình phải ngắt làm hai để mọi người cùng có thể thưởng thức được cái vị của nó. Lẩu vị chao rất là lạ mọi người, rất là thơm nữa, nhưng mà dĩ nhiên là lẩu vị chao thì nó sẽ chỉ hợp với là một số thực phẩm nhất định thôi. Mình có kêu cá tầm cho nên là mình không nghĩ là cá tầm nó hợp với lại chao đâu, nhưng mà nó sẽ hợp với là những cái viên này, nãy mình đã bỏ những cái viên vô để mà ăn á. Cái vị lẩu chao rất là đặc biệt, lần đầu tiên mình ăn lẩu chao á thì mình thấy là ngon, cho nên là người ta mới có thêm cái lẩu bên này là lẩu vị chua, thì để mình ăn những cái phần còn lại cho nó phù hợp á, ví dụ như ăn cá thì mình nghĩ nên ăn cái lẩu vị chua đó. Thơm, nghe cái mùi nó bốc lên, gió thổi dạ. Làm cho mình đói bụng thêm luôn. Dạ, phê quá ha. Mình ăn cục này giống như cục chả cua vậy mọi người, chả cua mực nữa, nó có cái vị dai dai của con mực nữa, rất là ngon nha, rất là lạ miệng. Tổng thiệt hại của gia đình mình khi ăn ở quán Lẩu Thông Dông đây. Xuôi theo cao tốc mình đi chậm chậm, nép vào bên phải và mình sẽ nhìn thấy những cái chỗ nào rất là nhiều hoa dã quỳ thì mình vào. Nó có những cái con đường thì mình dừng xe một chút rồi mình đi vào và mình sẽ khám phá ra những cái tự nhiên này, và những cái này là mình miễn phí, không tốn phí, nhưng mà mọi người thấy đó, rất là tuyệt vời luôn.
Và nếu như mọi người có nhiều thời gian thì lúc mà đi lên đó mọi người, thì mọi người đi vào cái hướng Đà Lạt High Farm á, thì nó sẽ có một con đường đất có rất là nhiều hoa dã quỳ. Và nếu mà mọi người lên vào khoảng là chiều á thì là vô cùng đẹp luôn. Ban đầu thì cái quán cơm tấm này mang tên là quán cơm tấm đêm, nhưng mà sau này nhiều người ghé ăn quá cho nên là những cái người check in đây người ta đã dùng thử và người ta đặt tên quán là cơm tấm Định Quán luôn. Người ta nhớ là người ta đi ngang Định Quán là người ta phải ăn cơm tấm. Đây là món cơm tấm yêu thích của nhà mình và chỗ yêu thích của nhà mình luôn mọi người, bởi vì đối với mình thì cái cơm ở đây rất là đặc biệt á. Cái hạt cơm tấm ở đây rất là thơm. Mấy chỗ khác thì thường là người ta sẽ cà cái gạo ra cho nó nhỏ lại, có vẻ giống cơm tấm mà người ta pha với lại tấm, cho nên cái mùi vị nó không còn như cái kiểu tấm hồi xưa nữa. Thì ở đây là ăn được cái mùi vị cơm tấm hồi xưa mình yêu thích của gia đình mình. Chả ở đây làm cũng rất là ngon mọi người. Cái chả mà người ta không phải chỉ là hấp bình thường mà là có nướng lửa trên lửa dưới nữa, cho nên cái mặt của chả nó sẽ săn hơn và nó sẽ thơm hơn một tí so với lại cái loại chả hấp bình thường mình có thể làm ở nhà. Ai mà thích ăn chả trứng thì ở đây là số 1 à, nước mắm thì không phải là nước mắm kẹo. Họ pha cái nước mắm chua chua ngọt ngọt vừa phải nhưng mà rất là ngon nha. Ăn với lại cơm tấm của họ làm ra cái mùi vị hương vị rất là đặc biệt. Thì ở đây người ta cắt không phải là người ta mua sẵn nhiều đâu, mà người ta cắt nó còn cái sợi bì nó không có bị quá nhuyễn. Tại vì quá nhuyễn mình sẽ không có cảm nhận được vị bì. Miếng sườn ở đây á không có quá lớn đâu mọi người, nhỏ nhỏ thôi và mỏng, nhưng mà họ ướp rất là ngon, rất là thấm. Cái cơm tấm mà ngon như vậy á là do cơm tấm, gạo tấm và cái chả ở đây. Giá ở đây cũng rất là dễ nhớ nha mọi người, dĩa lớn thì 35, còn dĩa nhỏ 20. Vậy là clip nhà mình đi Đà Lạt với chi phí tiết kiệm đã kết thúc rồi. Mong là đã mang đến những thông tin hữu ích và vui nhộn cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.